Minh được Tử Vi mến chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn bình an, vui vẻ, vạn sự cát tường. Sau đây, mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ năm ngày 23 tháng 6 năm 2022 và theo âm lịch, hôm nay là ngày 25 tháng 5 năm Nhâm Dần. Ngày này là ngày Đinh Mùi, tháng Bính Ngọ, năm Nhâm Dần và ngày hôm nay là ngày Hắc Đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ Nhâm Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Quý Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Mão Quang, giờ Ất Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Mậu Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Canh Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Thanh Long, giờ Tân Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Minh Đường. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ Canh Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Tân Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Chu Tước, giờ Giáp Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Bính Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Đinh Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Kỷ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Câu Trần. Về ngũ hành Niên Mệnh Thiên Hà Thủy, ngày Đinh Mùi tức Can Sinh Chi, nghĩa là hỏa sinh cho thổ, và ngày hôm nay là ngày Cát. Về nạp âm Thiên Hà Thủy, Kỷ Tuổi, Tân Sửu, Kỷ Sửu, ngày thuộc hành Thủy, khắc với hành Hỏa, đặc biệt là Tuổi, Kỷ Sửu, Đinh Dậu, Kỷ Mùi thuộc hành Hỏa, không sợ Thủy. Ngày Mùi lục hợp với Ngọ, tam hợp với Mão và Hợi thành Mộc Cục, xung với Sửu, Hình Sửu, Hại Tý, Phá Tuất và Tuyệt Sửu. Về tuổi xung khắc trong ngày, tuổi xung trong ngày gồm có tuổi Kỷ Sửu, Tân Sửu, tuổi xung trong tháng, tuổi Mậu Tý, Canh Tý. Về các sao tốt xấu trong ngày có các sao tốt như sao Thiên Quý, tốt mọi việc, sao Lục Hợp, tốt mọi việc. Sao xấu trong ngày gồm có sao Trùng Tang, kỵ về cưới hỏi, an táng, khởi công, động thổ, xây dựng về nhà cửa, sao Câu Trận, kỵ về an táng, sao Phủ Đầu Giáp, kỵ về khởi công, động thổ, sao Tam Tang, kỵ về khởi tạo, cưới hỏi, an táng. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, Hỷ Thần hướng chính nam, Tài Thần hướng chính đông. Và sau đây, mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ năm ngày 23 tháng 6 năm 2022. Mời các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Tử vi tuổi Tý thứ năm ngày 23 tháng 6 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Tý cho chúng ta thấy là bạn tuổi Tý đang gặp ngày có cục diện ngũ hành Tý Mùi tương hại, điều này tác động không hề nhỏ lên vận trình của bạn trong ngày hôm nay. Với bạn tuổi Tý đang có điểm báo tiểu nhân cận kề, và tốt nhất là với bạn tuổi Tý nên chú ý hơn tới cách hành sự của mình, tránh để lộ ra những sơ hở, tạo điều kiện cho những kẻ xấu có cơ hội để hãm hại mình. May mắn là trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Tý lại đang gặp được ngày có thiên ấn chia chở, điều này sẽ giúp cho bạn không phải quá lo lắng về vấn đề phát sinh bất ngờ ngày hôm nay. Với năng lực vốn có của mình, bạn tuổi Tý có thể xử lý được mọi chuyện một cách nhanh chóng, và với bạn tuổi Tý, bạn còn có thể đạt được một vài thành tích nho nhỏ nhờ sự nỗ lực của chính bản thân mình nữa. Chỉ tiếc là trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Tý, cái chuyện tình cảm của bạn mệnh lại chẳng được mấy hài hòa khi bạn đang gặp ngày có thổ khắc với thủy. Các cặp đôi vì bất đồng quan điểm mà liên tục nảy sinh sự tranh cãi, mâu thuẫn với nhau, cái tôi quá lớn cho nên chẳng ai chịu nhún nhường ai, làm cho bầu không khí vì thế mà càng trở nên nặng nề hơn. Về câu quyết cho bạn tuổi Tý trong ngày thứ năm này, tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh Kim nên cẩn trọng hơn trong cách hành sự của mình. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh Thủy, năng lực vốn có đem về những thành tích không hề nhỏ cho bạn. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh Hỏa, chế độ sinh hoạt điều độ, khoa học mới có thể giúp cho bạn khỏe mạnh hơn. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh Thổ, sức khỏe được bình ổn, không phải lo lắng quá nhiều. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mệnh Mộc, tiểu nhân cận kề, chỉ chờ đợi cơ hội để hãm hại bạn.
và đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ năm này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 15, số 92, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh da trời, màu đen, quý nhân phù trợ, tuổi Thìn, tuổi Thân, tuổi Sửu. Tử vi tuổi Sửu, thứ năm, ngày 23 tháng 6 năm 2022. Với bạn tuổi Sửu bước sang ngày thứ năm này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung, Thìn, Tuất, Sửu, Mùi. Điều này sẽ làm cho các mối quan hệ xã giao của bạn trong ngày hôm nay vướng phải không ít những rắc rối, mâu thuẫn. Với bạn tuổi Sửu, dường như đôi bên vẫn chưa thể tìm được tiếng nói chung, cho nên dễ dẫn đến những tranh chấp không đáng có xảy ra. Rất may là trong ngày thứ năm này, với bạn tuổi Sửu, về phương diện tiền bạc của bạn lại đang có được những dấu hiệu khởi sắc bất ngờ khi bạn đang gặp được ngày có thiên tài ghé thăm. May mắn đang tìm đến với bạn, và với bạn tuổi Sửu, hãy nhanh tay để nắm bắt lấy cơ hội lần này. Bạn có thể sẽ có được một ngày bội thu về tài lộc, tiền về đầy tay nữa. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Sửu lại đang gặp ngày có thổ khí vượng. Điều này làm cho bạn mệnh cần phải để tâm nhiều hơn tới sức khỏe của bản thân mình. Đừng có lơ là bản thân mình thêm nữa, nhất là đối với những ai đang có tiền sử các bệnh liên quan tới máu huyết như là thiếu máu, hay là bệnh về tim mạch, bệnh về dạ dày, hay bệnh về đường tiêu hóa thì càng cần phải cẩn trọng hơn. Về câu quyết cho bạn tuổi Sửu trong ngày thứ năm này, từ phi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim xảy ra những tranh chấp không đáng có vì bất đồng quan điểm. Từ phi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh Thủy, vận may về tiền bạc tìm đến, bạn hãy chủ động để nắm bắt cơ hội. Từ phi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh Hỏa, đừng có lơ là chủ quan với sức khỏe của bản thân mình. Từ phi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh Thổ, không phải lo lắng quá nhiều về vấn đề tiền bạc. Từ phi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh Mộc, các mối quan hệ xã giao của bạn đang thiếu đi sự hòa hợp. Về đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 31, số 94, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu cà phê, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Dậu, tuổi Tý. Tử vi tuổi Dần, thứ năm, ngày 23 tháng 6 năm 2022. Với bạn tuổi Dần bước sang ngày thứ năm này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có kiếp tài giáng mệnh. Điều này làm cho bạn tuổi Dần cần phải hết sức thận trọng trong các quyết định liên quan tới vấn đề về tiền bạc ngày hôm nay. Và ngày này, những lời ngôn tiếng ngọt có thể là cái bẫy đang chờ sẵn để cho bạn tuổi Dần sa vào nữa đó nhé. Ngoài ra, trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Dần, các mối quan hệ ở nơi công sở, bạn mệnh cũng cần phải hết sức tỉnh táo, đừng có để cho bản thân mình vướng vào những chuyện thị phi không đáng có, kẻo rắc rối sẽ tìm đến, gây ảnh hưởng tới uy tín cũng như là thanh danh bấy lâu nay của bạn đã gây dựng. Thêm vào đó, trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Dần lại đang gặp ngày có ngũ hành mộc khắc với thổ. Điều này làm cho mối quan hệ giữa bạn với các thành viên trong gia đình cũng chẳng mấy được hòa hợp. Đôi bên vì thiếu đi sự chia sẻ, thấu hiểu cho nên liên tục nảy sinh những tranh cãi, cãi vã mà không tìm được tiếng nói chung. Về câu quyết cho bạn tuổi Dần trong ngày thứ năm này, tử vi tuổi Giáp Dần thuộc mệnh Thủy, đừng dễ dàng tin lời của người khác, kéo lại bị bẫy lừa gạt. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc mệnh Hỏa, hỏa phá tài cận kề, cần phải cẩn thận về tiền bạc. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc mệnh Thổ, sức khỏe bị ảnh hưởng ít nhiều. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mệnh Mộc, đừng có để cho bản thân mình vướng vào những chuyện thị phi không đáng có. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc mệnh Kim, nên lắng nghe và chia sẻ với nửa kia nhiều hơn. Và đánh giá của bạn tuổi Dần trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 29, số 85, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lá, màu xanh lam, quý nhân phù trợ, tuổi Ngọ, tuổi Hợi, tuổi Tuất.
Tử vi tuổi Mão, thứ năm ngày 23 tháng 6 năm 2022. Với bạn tuổi Mão bước sang ngày thứ năm này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp, hợi Mão Mùi phù trợ. Điều này sẽ giúp cho công việc của bạn tuổi Mão trở nên thuận lợi, suôn sẻ hơn trước khá nhiều. Trong ngày này với bạn tuổi Mão, những thành tích mà bạn đã đạt được trong khoảng thời gian này đã để lại được ấn tượng tốt đẹp với cấp trên nữa rồi. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Mão lại đang gặp ngày có tỷ kim chiếu mệnh và đây như là lời nhắc nhở bản mệnh tuổi Mão chớ nên tách biệt bản thân mình ra khỏi tập thể và có thể đây chính lại là điểm trừ, là rào cản lớn nhất ngăn cản bạn tuổi Mão tiến tới cánh cửa thành công ở ngay phía trước nữa. Còn về phương diện tình cảm của bạn tuổi Mão trong ngày thứ năm này, các chuyện tình cảm của những bạn đang còn độc thân vẫn chưa có được nhiều điểm khởi sắc khi bạn đang gặp ngày có mộc thổ xung khắc. Với bạn tuổi Mão, cũng đừng vì thế mà sốt ruột làm gì, bạn hãy để cho mọi chuyện tuân theo quy luật tự nhiên rồi nhân duyên sẽ sớm tìm tới với bạn mà thôi. Về cầu quyết cho bạn tuổi Mão trong ngày thứ năm này, tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh Thủy, thành tích nỗ lực của bạn bấy lâu nay được gây ấn tượng tốt đẹp với cấp trên. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh Hỏa, chớ tách biệt bản thân mình ra khỏi tập thể. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh Thổ, tình cảm gia đình có nhiều mâu thuẫn, có nhiều bất ổn. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh Mộc, thể trạng mệt mỏi, dễ bị ốm bệnh. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh Kim, công việc được hanh thông, thuận lợi hơn trước. Và đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 16, số 64, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu đen, quý nhân phù trợ, tuổi Hợi, tuổi Mùi, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Thìn, thứ năm ngày 23 tháng 6 năm 2022. Với bạn tuổi Thìn bước sang ngày thứ năm này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có chính tài độ mệnh. Điều này sẽ đảm bảo cho bạn đang có được nguồn thu nhập rất chi là ổn định trong khoảng thời gian này. Và ngày này, nếu công việc của bạn tuổi Thìn đang đạt được những kết quả khả quan thì cơ hội để cho bạn tăng lương, thăng thưởng là rất lớn. Trong ngày này, đối với những người theo nghiệp kinh doanh, buôn bán thì những mối làm ăn mới có thể sẽ tìm đến với bạn lúc này. Tuy nhiên với bạn tuổi Thìn, bạn cũng cần phải luôn suy nghĩ, suy xét cho thật cẩn trọng trước khi quyết định về đầu tư. Đừng có vội vàng trong bất cứ tình huống nào, tránh việc đầu tư mù quáng, mất cả vốn lẫn lời bạn tuổi Thìn nhé. Xem tử vi cho thấy, theo hải thượng là ông, hôm nay là ngày 25 âm lịch, nhân thần ở trong miệng, khắp thân mình và túc dương minh vị kinh. Vì vậy với bạn tuổi Thìn nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích ở các vị trí này. Và ngày này là ngày can đinh, với bạn tuổi Thìn không nên trị bệnh ở tim. Xem tử vi cũng chỉ ra rằng nếu như bạn tuổi Thìn trong ngày này cần có công việc phải xuất hành đi xa thì nên ưu tiên xuất hành theo những hướng tốt như là hỷ thần hướng chính nam và tài thần hướng chính đông. Đây là hai hướng sẽ giúp cho công việc làm ăn buôn bán của bạn diễn ra được hanh thông thuận lợi. Về cầu quyết cho bạn tuổi Thìn trong ngày thứ năm này, tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh Hỏa cần nỗ lực nhiều hơn để công việc thêm phần phát triển hơn. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc mệnh Thổ, nguồn thu nhập được ổn định, có thể tăng tiến thêm mỗi ngày. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh Mộc có được cơ hội làm ăn mới tìm đến, cần phải suy xét cẩn trọng. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc mệnh Kim, đừng có đưa ra quyết định một cách vội vàng trong bất cứ tình huống nào. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh Thủy, sức khỏe là điều quý giá nhất, vì vậy bạn cần phải chú tâm chăm sóc cho bản thân mình nhiều hơn. Về đánh giá của bạn tuổi Thìn trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 45, số 88, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Tý, tuổi Thân. Tử vi tuổi Tỵ, thứ năm ngày 23 tháng 6 năm 2022.
Với bạn tuổi Tỵ bước sang ngày thứ năm này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành Tỵ Mùi tương hội trợ mệnh. Điều này sẽ tạo điều kiện cho các mối quan hệ xã giao của bạn tuổi Tỵ trong ngày hôm nay trở nên tốt đẹp hơn trước khá nhiều. Và lúc này với bản mệnh tuổi Tỵ, bạn còn có được cơ hội hợp tác với những đối tác đầy tiềm năng, hứa hẹn mang tới lợi nhuận cho cả đôi bên trong tương lai nữa. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Tỵ lại đang gặp ngày có thương quan giáng mệnh. Điều này cảnh báo cho bạn tuổi Tỵ cũng đang có những hung hiểm có thể ập tới bất cứ lúc nào. Vì vậy, với bạn tuổi Tỵ cần phải hết sức thận trọng khi đưa ra quyết định dù là nhỏ nhất trong cái thời điểm này. Bạn đừng có chủ quan để mắc phải những sai lầm không đáng có nhé. Còn về phương diện tình cảm của bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ năm này, mối quan hệ giữa bạn với các thành viên trong gia đình dần trở nên hòa hợp hơn khi bạn đang gặp được ngày có hỏa sinh cho thổ vượng. Đôi bên đã cùng ngồi lại trò chuyện và chia sẻ về những khó khăn trong cuộc sống, nhờ thế mà cả hai càng thêm thấu hiểu và thông cảm cho nhau nhiều hơn nữa rồi. Về câu quyết cho bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ năm này, tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh hỏa, sức khỏe có đôi chút giảm sút, bạn cần phải được nghỉ ngơi nhiều hơn. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh thổ, mối quan hệ xã giao hài hòa giúp ích rất nhiều cho công việc của bạn. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh mộc, tình cảm gia đình hòa hợp, đôi bên đồng thuận, hóa giải được mọi khúc mắc. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh kim, đừng chủ quan trong bất cứ tình huống nào. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh thủy, với những hung hiểm bất ngờ có thể ập đến, bạn cần phải hết sức đề phòng. Và đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 16, số 58, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Dậu, tuổi Thân. Tử vi tuổi Ngọ thứ năm ngày 23 tháng 6 năm 2022. Với bạn tuổi Ngọ bước sang ngày thứ năm này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có ngũ hành tam hội trợ mệnh. Điều này sẽ giúp cho bạn có được vận quý nhân dẫn đường chỉ lối. Với bạn tuổi Ngọ như được khai thông, cứ thế tiến về phía trước không một chút ngần ngại. Bạn tuổi Ngọ sẵn sàng với những thử thách đầy mới mẻ, bởi đó chính là cơ hội để cho bạn khẳng định giá trị của bản thân mình một cách rõ nét nhất nữa. Lại thêm, trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Ngọ đang gặp được ngày có thực thần chiếu mệnh. Điều này sẽ giúp cho bạn có được cơ hội kiếm tiền đang mở ra ngay trước mắt mình. Liệu bạn tuổi Ngọ có nắm bắt được hay không? Đó chính là ở bạn. Nhất là trong ngày này, đối với những ai làm nghề tự do, kinh doanh, buôn bán, bạn sẽ thu về được một khoản lời lại khổng lồ nếu như bạn biết tận dụng được thời cơ đúng lúc, đúng chỗ. Thêm vào đó, trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Ngọ lại đang gặp được ngày có hỏa sinh cho thổ vượng. Điều này sẽ giúp cho chuyện tình cảm của những bạn đang còn độc thân sớm nhận ra được một nửa dành cho mình trong ngày hôm nay. Và người đó chẳng phải là ở đâu xa xôi, chỉ là bạn chẳng hề nhận ra mà thôi. Và đã đến lúc với bạn tuổi Ngọ mở rộng lòng mình và đón nhận tình cảm mà đối phương dành cho mình đi thôi bạn tuổi Ngọ nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ năm này, tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc mệnh kim, hãy không ngừng thử thách bản thân, bạn sẽ khám phá được những khía cạnh đầy mới mẻ cho chính mình. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc mệnh thủy, sức khỏe được cải thiện hơn trước khá nhiều. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc mệnh hỏa, đừng có chần chừ, do dự, hãy mau nắm bắt lấy thời cơ để kiếm và làm đầy túi tiền cho mình. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc mệnh thổ, tình cảm lứa đôi được khoe sắc đầy tươi đẹp. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mệnh mộc, chớ bỏ lỡ cơ hội để khẳng định năng lực của bản thân. Và đánh giá của bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 36, số 97, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu hồng, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Dần, tuổi Mùi. Tử vi tuổi Mùi thứ năm ngày 23 tháng 6 năm 2022.
Với bạn tuổi Mùi bước sang ngày thứ năm này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có thiên tài ghé thăm. Điều này sẽ giúp cho vận trình tài lộc của bạn trong ngày hôm nay đây như là một điểm sáng rực rỡ nhất trong ngày. Với bạn tuổi Mùi đang có được nguồn thu nhập phụ gia tăng một cách mạnh mẽ, có thể là bạn nhận được một khoản tiền lương, tiền thưởng từ nghề tay trái hay là bạn đang có được cơ hội trúng số, trúng thưởng một cách bất ngờ nhờ có được những cát tinh trợ mệnh. Tuy nhiên với bà tuổi Mùi, dù số tiền kiếm được có lớn được thế nào đi chăng nữa, với bà tuổi Mùi cũng chớ có nên ỷ lại, hãy sử dụng nguồn lợi thu được để tích lũy hay là tái đầu tư để tiếp tục gia tăng thêm tài sản cho mình. Đừng có tiêu xài một cách phung phí đáng tiếc bà tuổi Mùi nhé. Xem tử vi cũng chỉ ra rằng trong ngày này, đối với những gia đình có thai phụ thì không nên dịch chuyển về các vị trí đồ đạc hay là tiến hành sửa chữa đục đẽo, bởi việc làm này có thể sẽ làm động tới thai thần, ảnh hưởng tới cả người mẹ và thai nhi. Trong ngày này, nếu như có công việc cần phải xuất hành đi xa thì bạn tuổi Mùi nên ưu tiên xuất hành theo những hướng tốt như là hỷ thần hướng chính nam và tài thần hướng chính đông. Đây là hai hướng giúp cho cái việc kinh doanh buôn bán của bạn gặp nhiều may mắn và thuận lợi. Về câu quyết cho bạn tuổi Mùi trong ngày thứ năm này, tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh Kim, chuyện tình cảm không được mấy khởi sắc. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh Thủy, được ai đó cho tặng về tiền bạc, có được vận may bất ngờ về tài lộc. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh Hỏa, nên chú ý hơn tới sức khỏe của bản thân mình. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc mệnh Thổ, vận may về tiền bạc bất ngờ xuất hiện, dễ dàng thu được lợi về tay. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mệnh Mộc, đừng có tiêu xài quá mức phung phí, đến tiền núi rồi cũng sẽ hết. Và đánh giá của bạn tuổi Mùi trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 21, số 80, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu ánh kim, quý nhân phù trợ, tuổi Ngọ, tuổi Mão, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Thân thứ năm ngày 23 tháng 6 năm 2022. Với bạn tuổi Thân bước sang ngày thứ năm này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có chính quan che chở. Điều này sẽ giúp cho bạn tuổi Thân không còn phải lo lắng quá nhiều về chuyện công việc nữa. Mọi việc trong ngày này được tiến hành một cách suôn sẻ mà không gặp phải bất cứ trở ngại nào. Các mối quan hệ xã giao của bạn cũng đang trở nên tốt đẹp hơn trước. Trong ngày thứ năm này, với bạn tuổi Thân có được tinh thần trách nhiệm cao cùng với thái độ làm việc nghiêm túc khi làm việc, và bạn tuổi Thân dễ dàng chứng minh được năng lực của bản thân mình. Nhờ đó mà bạn có được cơ hội được cấp trên cất nhắc trong thời gian tới. Với bạn tuổi Thân cũng hãy sẵn sàng để tiếp nhận những trọng trách hoàn toàn mới và nhiều khó khăn để khẳng định giá trị của bản thân mình hơn nữa bạn tuổi Thân nhé. Thêm vào đó, trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Thân lại đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng, có vẻ như cái chuyện tình cảm lứa đôi đang dần trở nên tốt đẹp hơn rất nhiều trong ngày hôm nay, và hai người chưa khi nào lại tâm đầu ý hợp tới như vậy. Đôi khi chỉ cần những ánh mắt cử chỉ cũng để cho cả hai hiểu được đối phương nghĩ gì hay là muốn gì nữa rồi. Vài câu quyết cho bạn tuổi Thân trong ngày thứ năm này, tử vi tuổi Giáp Thân thuộc mệnh Thủy, cha mẹ con cái được thuận hòa, gia đình êm ấm. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc mệnh Hỏa, luôn trong tư thế sẵn sàng để tiếp nhận những trọng trách mới. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc mệnh Thổ, không ngừng phấn đấu, thành công sẽ tìm đến. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mệnh Mộc, sức khỏe được cải thiện hơn nhờ biết điều chỉnh chế độ sinh hoạt phù hợp. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc mệnh Kim, công việc tiến hành được suôn sẻ, gặp nhiều thuận lợi. Về đánh giá của bạn tuổi Thân trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 28, số 84, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu xám, màu ánh kim, quý nhân phù trợ, tuổi Thìn, tuổi Tý, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Dậu thứ năm ngày 23 tháng 6 năm 2022.
Với bạn tuổi Dậu bước sang ngày thứ năm này, xem tử vi cho thấy bạn đang chịu ảnh hưởng của thiên quan chiếu mệnh. Điều này có thể sẽ làm cho bạn tuổi Dậu phải chịu nhiều thiệt thòi trong ngày hôm nay. Và tốt nhất là với bạn tuổi Dậu, hãy nói thẳng, nói thật những suy nghĩ của mình thay vì vòng vo, chọn lựa ngôn từ quá kỹ lưỡng. Bạn tuổi Dậu đừng quên rằng sự thật dù đôi khi có khó nghe nhưng vẫn là những lời nói giá trị nhất, đáng để nhận lấy nhất đối bạn tuổi Dậu nhé. Trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Dậu lại đang gặp được ngày có kim sinh thổ vượng, điều này sẽ hỗ trợ cho bản mệnh cải thiện được tình hình tài chính hiện tại của mình. Với bạn tuổi Dậu, bạn phải đủ tinh ý để nhận ra đâu là cơ hội vì mọi thứ đi qua rất nhanh. Ngoài ra, trong ngày này, nếu có thể, với bạn tuổi Dậu nên nhờ tới sự hỗ trợ của những người có kinh nghiệm sẽ tốt hơn trong việc đưa ra các quyết định quan trọng về tài chính nhé. Xem tử vi cho thấy, theo hải thượng là ông, hôm nay là ngày 25 âm lịch, nhân thần ở trong miệng, khắp thân mình và túc dương minh vị kinh. Vì vậy với bạn tuổi Dậu nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích ở các vị trí này. Ngoài ra, trong ngày này, nếu như bạn tuổi Dậu có công việc cần phải xuất hành đi xa, thì bạn mệnh nên ưu tiên xuất hành theo những hướng tốt như là hỷ thần, hướng chính nam và tài thần, hướng chính đông. Đây là hai hướng giúp cho việc kinh doanh, buôn bán của bạn gặp nhiều may mắn và thuận lợi. Về câu quyết cho bạn tuổi Dậu trong ngày thứ năm này, tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh thủy, sự nhạy cảm của bạn trong ngày hôm nay đóng vai trò cực kỳ là quan trọng. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh hỏa, bạn hay nóng vội, tức giận vì không kiểm soát được cảm xúc của mình. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh thổ, không nên suy nghĩ quá mức, tình hình không được như bạn tưởng. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh mộc, hãy nghỉ ngơi để có được sự tỉnh táo, ngày mai mọi việc sẽ ổn cả. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh kim, có ảnh hưởng tiêu cực từ người ngoài ảnh hưởng tới bạn. Về đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 18, số 56, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thìn. Tử vi tuổi Tuất, thứ năm ngày 23 tháng 6 năm 2022. Với bạn tuổi Tuất bước sang ngày thứ năm này, xem tử vi cho thấy bạn đang chịu tác động của cục diện ngũ hành tứ hình xung, Thìn, Tuất, Sửu, Mùi. Điều này sẽ gây ra ảnh hưởng không hề tốt lên vận trình của bạn trong ngày hôm nay. Và ngày này với bạn tuổi Tuất đó, các mối quan hệ xã giao hay là quan hệ về tình cảm cá nhân đều không được tốt, rất đáng báo động. Với những bất đồng, mâu thuẫn xảy ra liên miên khiến cho mọi thứ mà bạn tuổi Tuất gây dựng bấy lâu nay có thể sẽ sụp đổ bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Tuất lại có sự xuất hiện của chính tài chiếu mệnh, điều này lại mang lại cho bạn có được niềm hy vọng mới. Với bạn tuổi Tuất đang có được nguồn thu dần ổn định và có dấu hiệu tăng tiến lên mỗi ngày. Dù thế nào thì với bạn tuổi Tuất hãy tiếp tục cố gắng tập trung để phát triển về công việc của mình cũng như là phát triển bản thân mình nhiều hơn nữa bạn tuổi Tuất nhé. Ngoài ra, về phương diện sức khỏe của bạn tuổi Tuất trong ngày hôm nay lại đang có xu hướng giảm sút khá nhiều khi bạn đang chịu ảnh hưởng của thổ khí vượng trong ngày gây ra. Và tốt nhất là với bạn tuổi Tuất, bạn nên dành nhiều thời gian hơn cho việc nghỉ ngơi, thư giãn, đừng có làm việc quá sức, ảnh hưởng thêm đến sức khỏe của mình nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Tuất trong ngày thứ năm này, tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh hỏa, tình cảm không được như ý, tranh cãi xảy ra liên miên. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh thổ, tiếp tục nỗ lực để phát triển bản thân ngày một tiến xa hơn. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh mộc, nguồn thu nhập tương đối là ổn định. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc mệnh kim, sức khỏe có dấu hiệu giảm sút khá nhiều. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh thủy, mối quan hệ xã giao của bạn có nhiều mâu thuẫn. Và đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 39, số 84, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi ngọ, tuổi mão, tuổi dần.
Tử vi tuổi Hợi thứ năm ngày 23 tháng 6 năm 2022. Với bà tuổi Hợi bước sang ngày thứ năm này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp Hợi Mão Mùi phù trợ, và đây chính là thời điểm để cho bà tuổi Hợi có thể tận hưởng được những thành quả mà mình đã làm ra trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Trong ngày này, con đường công danh, sự nghiệp của bạn tuổi Hợi đang ngày một hanh thông, rộng mở hơn trước rất nhiều nữa. Lại thêm, trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Hợi đang có được chính ấn giúp sức, với năng lực của bạn là điều chẳng thể ai bàn cãi, và chỉ cần với bạn tuổi Hợi luôn khiêm tốn và chịu khó học hỏi mọi người xung quanh, cấp trên chắc chắn sẽ đề cao về tinh thần cống hiến của bạn, cơ hội cất nhắc lên vị trí cao hơn cũng sẽ sớm đến với bạn mà thôi. Tuy nhiên á, trong ngày thứ năm này với bạn tuổi Hợi lại đang gặp ngày có thủy thổ bất dung, điều này làm cho cái chuyện tình cảm giữa bạn và người ấy tiếp tục xảy ra những cuộc tranh cãi không hồi kết, và ai cũng khăng khăng với ý kiến của riêng mình mà chẳng chịu lắng nghe đối phương, chuyện tình cảm cũng vì thế mà tiến dần tới bờ vực rạn nứt. Và nếu như bạn tuổi Hợi không sớm tìm ra cách cải thiện thì chuyện chia tay đổ vỡ là điều khó tránh khỏi. Về câu quyết cho bạn tuổi Hợi trong ngày thứ năm này, tử vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh hỏa, hãy chăm sóc cho bản thân mình nhiều hơn, đừng chủ quan với sức khỏe của chính mình. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh thổ, cơ hội phát triển bản thân mình đang đến rất gần. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh mộc, con đường công danh sự nghiệp đang rất hanh thông, rộng mở ở phía trước. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh kim, tình cảm gia đình có sự bất hòa, rạn nứt khó tránh. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh thủy, luôn khiêm tốn học hỏi mọi người xung quanh. Và đánh giá của bạn tuổi Hợi trong ngày thứ năm này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 30, số 77, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu xanh da trời, quý nhân phù trợ tuổi Mùi, tuổi Mão, tuổi Dần. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip, đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.